Mình chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái nội dung là chúng ta nên nuôi những chim gì nuôi chung trong một AV, và AV có kích thước như thế nào thì chúng ta có thể nuôi cộng đồng được. Thì cái chủ đề này được rất là nhiều bạn quan tâm, bởi vì là bây giờ các bạn đang có phong trào làm AV rộng, AV để nuôi cộng đồng. Thì thứ nhất là cái kích thước các bạn có thể nuôi cộng đồng là từ khoảng độ 3 đến 5 mét vuông trở lên nha các bạn nhé. Càng rộng càng tốt thì chúng ta sẽ nuôi cộng đồng. Nuôi, mục đích của nuôi cộng đồng là để chúng ta đa dạng các loài chim, làm cho cái khu vườn nhà mình nó như một cái khu sinh thái. Nghe tiếng hót của các loài chim nó rất là thích các bạn ạ. Thì để quan tâm đến là chúng ta nên nuôi những chim gì trong cùng một AV thì các bạn phải quan tâm đến cái tập tính ăn uống của nó. Thì nó có những cái tập tính như sau. Một là những loại dòng chim ăn thịt, hai là những dòng chim ăn sâu bọ hoa quả, thứ ba là những dòng chim ăn hạt. Đấy, chúng ta sẽ phân biệt những cái dòng chim đấy. Thì thường thường những dòng chim ăn thịt chúng ta sẽ phải nuôi riêng. Ví dụ như là chim ưng, đại bàng, bìm bịp, rồi một số loài sáo hoặc là phượng hoàng đất, rồi thanh loan vân vân. Đấy là những dòng chim có thể ăn thịt các loài chim khác. Đấy, cho nên là sẵn sàng nó sẽ đuổi bắt con khác để làm mồi cho nó. Đấy là những dòng chim ăn thịt nha, chúng ta phải nuôi riêng. Nếu mà chơi chim ăn thịt thì chúng ta sẽ nuôi một AV cộng đồng. Kế tiếp là những dòng chim ăn sâu bọ hoa quả. Sâu bọ hoa quả thì có thể kể đến là trào màu, chích chòe, rồi chim khuyên, vân vân, rất là nhiều loại chim. Tiếp đến là cái loại chim ăn hạt. Ăn hạt thì có cu gáy này, có chim vẹt, cụ thể là vẹt yến phụng này, nó rất là lành nhá. Rồi chim manh manh này, manh manh thì có manh manh ta, manh manh nhật. Rồi chim một số loại chim ăn hạt kích thước nhỏ. Đấy, thì bây giờ nó có rất là nhiều loại chim mà cho chúng ta lựa chọn. Thì theo như kinh nghiệm của mình làm AV và đã chơi AV cũng một số năm rồi, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là các bạn hãy lựa chọn những loại chim mà kích thước nó cũng gần gần như nhau, tức là cái đồ lớn nó gần gần như nhau, thì nuôi gần nhau thì nó sẽ không bị hoảng loạn. Ví dụ chúng ta không thể nuôi một cái con chim to, rất là to như con chim cu gáy cạnh một con chim khuyên, nuôi cũng được, nó không cắn nhau đâu. Nhưng mà mỗi một khi con chim cu gáy nó cất cánh nó bay là con chim khuyên nó sẽ giạt sang một bên, nhìn nó khổ thân đó. Còn nếu mà AV của các bạn mà rộng từ 30 mét vuông trở lên thì các bạn có thể nuôi chung những loại to và loại bé để nó đa dạng cái cộng đồng chim. Thì quay lại chủ đề là nên nuôi những loại chim gì trong một AV thì mình sẽ chia sẻ như sau nhé. Đầu tiên là các bạn nên chọn những con chim trào màu. Thì các bạn có thể chọn cả đực cả cái hoặc là một đực thôi cũng được. Các bạn nuôi cộng đồng. Nuôi cộng đồng thì chim trào màu bản chất của nó thì nó cũng không quá hung dữ. Nó vẫn tấn công, nó vẫn đánh nhau nhưng mà nó không quá hung dữ. Cho nên các bạn nếu mà AV tầm 3 đến 5 mét vuông trở lên thì các bạn có thể nuôi vài cặp trào màu. Như AV của mình thì mình nuôi khoảng độ 20 con trào màu đực, toàn đực thôi. Nó cũng không đánh nhau bởi vì là AV của mình nó rất là rộng. Đó, đầu tiên là trào màu nhé. Kế tiếp là các bạn sẽ được lựa chọn là một là nuôi chòe than thì thôi chòe lửa, hai là nuôi chòe lửa thì thôi chòe than. Các bạn chỉ được nuôi một trong hai loại ấy thôi. Nếu các bạn nuôi cả hai nó sẽ đánh nhau, bởi vì chòe than và chòe lửa nó rất là kỵ nhau, nó kỵ nhau đến mức mà nó đánh nhau chết luôn đấy. Rất là nhiều anh em chơi AV có thâm niên rồi, anh em cũng chia sẻ như vậy. Mà bản thân mình ấy, mình đã từng nuôi một con chòe lửa đực và một con chòe than mái, thì con chòe than mái nó đã đả chết con chòe lửa đực. Đấy là kinh nghiệm của mình trong những ngày đầu tiên mà mình chơi AV. Cho nên là nếu mà AV của các bạn mà nhốt một cặp chòe than đực hoặc một con chòe than đực rồi thì các bạn không nên chơi chòe lửa nữa. Và ngược lại, nếu nhốt chòe lửa rồi thì không nên chơi chòe than nữa, chơi một trong hai loại thôi. Tiếp đến con mà có thể nuôi chung với chòe với trào màu là con chim ngũ sắc quế lâm. Đặc biệt con chim ngũ sắc hót rất hay, nó có thể bắt chước giọng của rất nhiều loại chim. Và con quế lâm cũng vậy.
ngũ sắc quý lâm là hai loại nó gần na ná nhau, các bạn có thể nuôi cả hai loại đấy chung vào, nuôi cả đực cả cái cũng được, hoặc là nuôi nguyên đực cũng được. Đây là ngũ sắc và quý lâm nhá. Và đặc biệt hai cái loại chim này nuôi rất dễ, nếu mà vào cám rồi ấy, các bạn cứ cho ăn như cho gà ăn thôi, nó rất đơn giản. Nuôi avi rộng lớn thì các bạn nên mua cám gà cho ăn thôi. Trong cám gà nó có một cái lượng thuốc, một lượng thuốc thú y nhất định rồi, gọi là thuốc trị phòng bệnh ấy, nhất định rồi, cho nên ăn cám gà khá là tốt và rẻ, đặc biệt là rẻ, nó tầm hơn 10.000 một cân thôi, hơn 10.000 một cân, rất là rẻ. Tiếp theo là các bạn quan tâm đến chim khuyên. Nếu mà đã nuôi trào màu, trích chòe rồi quế lâm ngũ sắc thì các bạn có thể nuôi độ tầm vài con chim khuyên. Khuyên thì các bạn có thể nuôi khuyên đực, khuyên mái chung nhau cũng được, bởi vì chim khuyên nó rất là lành, chim vành khuyên thì nó hót lít nhít cũng khá là hay. Nhiều bạn thì bảo không nuôi chim vành khuyên, nó chỉ ị thôi, nó thế này thế kia, nhưng mà nuôi hay lắm các bạn ạ. Nó bé xíu xíu này này, nó ăn dí rách rồi nó hót cũng vui tai. Kế tiếp thì các bạn có thể nuôi một vài cặp yến phụng cũng được. Yến phụng thì nếu mà các bạn nuôi sinh sản thì các bạn nên chọn một cặp đực cái làm tổ cho nó. Cái yến phụng ấy nó là dòng chim ăn hạt, nó có thể ăn kê ăn thóc. Nó là dòng chim ăn hạt cỡ nhỏ này. Và đặc biệt trong các loài vẹt thì yến phụng là một trong những loài không tấn công bất kể một loại chim nào khác. Còn nếu mà các bạn nuôi vẹt ngực hồng hay là một số loại vẹt lớn ấy, nó sẵn sàng nó sẽ bẻ cổ loại chim khác ngay. Trông nó thế thôi nhưng mà nó sẽ rượt đuổi, nó sẽ tấn công các loại chim khác. Thế cho nên là nếu mà thích chơi vẹt thì các bạn nên chơi yến phụng nhá. Đấy. Và đặc biệt là nếu mà các bạn có muốn chơi nữa thì các bạn có thể chơi một cặp manh manh cũng được. Manh manh thì nó có manh manh ta, manh manh Nhật, yến phụng thì nó có yến phụng ta, yến phụng Hà Lan. Đấy, yến phụng ta thì nó rẻ hơn yến phụng Hà Lan. Ví dụ một cặp ta độ tầm 300-350 thì Hà Lan độ 400-450. Đấy. Ta thì nó bé hơn Hà Lan. Mình trong avi mình thì có thả một cặp yến phụng màu trắng, ta màu trắng, mắt đỏ ruby ấy, một cặp luôn, cặp được cái. Mình thì mua chim tơ thôi thì chắc là cũng chưa sinh sản được. Và nếu avi của các bạn rộng độ tầm trên 10 mét vuông thì các bạn có thể thả một cặp cu gáy cũng được, hoặc một con cu gáy cũng được. Thì cái dòng cu gáy ấy, tuy rằng nó bay rất là mạnh, phạch, nhưng mà cu gáy thì nó rất là hiền. Nó là dòng ăn hạt, nó sẽ không tấn công loại gì khác. Chúng ta có thể nuôi chung. Và đặc biệt ở dưới nền thì các bạn có thể thả thêm những con chim cút Thái. Con chim cút Thái nó bé xíu này. Để nó nhặt những cái hạt rơi, hạt vãi, cám rơi, cám vãi, rồi những con sâu, con bọ nó rơi xuống nền nhà. Nền của cái chuồng chim ấy, nền của cái avi ấy. Nuôi độ tầm 3-4 cặp cút Thái. Thì nếu mà các bạn mua được cả đực cái thì nó sẽ sinh sản nha các bạn nhé. Đấy là những loại chim mà các bạn có thể nuôi chung. Và mình cũng lưu ý là nếu mà các bạn chơi những loại chim nuôi chung đấy thì những loại nào mà chúng ta không thể nhốt chung những loại đấy. Thì đầu bảng là con chim sáo này này. Con chim sáo này là sáo nâu hoặc là sáo đen cũng thế thôi. Nếu mà các bạn nuôi từ nhỏ thì nó sẽ không tấn công những loại chim kia. Mình khẳng định luôn, nếu nuôi từ nhỏ. Như con chim sáo này cũng nuôi từ nhỏ này, nó sẽ không tấn công những loại chim còn lại. Nhưng mà nếu mà các bạn mua bổi về ấy, mình đảm bảo một việc là nó sẽ tấn công những con chim nhỏ, ví dụ như con khuyên là kiểu gì cũng đứt với nó luôn. Và con thứ hai mà chúng ta không nên nuôi chung mà nhìn nó rất là đẹp, đó là con phượng hoàng đất. Đấy, vừa rồi nó đến cái mùa bán rất là nhiều chim non, rất là đẹp. Các bạn không nên nuôi chung nhá, phượng hoàng đất nó rất là dữ, nó là dòng chim ăn thịt, nó sẽ bẻ cổ những cái loại còn lại đấy. Thứ ba là những cái loại chim ví dụ như là chim mi, hòa mi ấy, chim khiếu là những loại chim không nên nuôi chung với trào màu trích chòe nhá. Nó sẽ tấn công những cái loại chim nhỏ hơn. Bởi vì chim nó rất là dữ. Rồi bìm bịp này, rồi chim đại bàng, chim ưng này. Đấy là những loại không nên chung, nuôi chung với cái loại mà mình vừa mới liệt kê. Nếu mà chúng ta muốn thả những cái loại chim, thả thêm những loại chim vào avi ấy, nuôi chung với trào màu trích chòe thì các bạn có thể thả một cặp chim, một cặp gà gô và một cặp cuốc, một vài con cuốc được, nó chạy dưới đất.
Gà gô là một trong loại nuôi nó ăn hạt thôi, nó không tấn công chim khác. Đấy rất là ok nhé các bạn nhé. Đấy đấy là những cái thông tin mà các bạn nên biết để chúng ta chơi AV làm sao nó không bị hao chim. Và thức ăn thì mình cũng chia sẻ là tùy điều kiện, nhưng mà mình đây thì mình cám thì mình mua cám gà thôi, 12-13 nghìn một ký cho chim ăn. Còn trào màu những hoặc là ngũ sắc, những loại chim mà ăn hoa quả thì mình cho ăn chuối. Chuối vườn nhà rất là tiện. Ở đây mình có một cái bể cá nuôi cá koi này. Đây các bạn này. Đây nuôi cá koi này. Đây quay cho bạn xem. Đấy, cá koi rất là dạng luôn. Đây. Bể cá này là có lọc nhé, có lọc, bể cá koi có lọc ấy thì nước nó sẽ không bị hôi. Còn nhiều bạn làm không có lọc là xong nước nó xanh lè, nó hôi thối lắm. Trong cái lồng kia là mình nuôi hai cặp chim cu gáy Thái. À mình xin lỗi. Nuôi hai cặp chim cu gáy Pháp. Mục đích là để làm vú nuôi để ấp cho những cái cặp chim gáy đang sinh sản, gáy ta đang sinh sản. Nó đang ấp hai cặp trứng gáy ta. Đấy. Thì qua clip này thì mình cũng chia sẻ với các bạn những cái loại chim có thể nuôi chung được, hy vọng là sẽ giúp ích được cho bạn mới chơi. Còn những bạn có kinh nghiệm rồi hãy cho mình một like để động viên mình nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của mình và nhấn thích video ủng hộ mình nhé. Clip sau mình sẽ ra chủ đề là chúng ta sẽ trồng cây gì mà chim nó sẽ không phá hoại trong AV. Đây, cây bát ngát đây này các bạn này. Đấy, mà trên có mái thôi nhá, mưa vô tư luôn mà cây không chết, cây vẫn phát triển bình thường. Đấy, chúng ta sẽ trồng cây gì, đấy là clip sau. Hẹn gặp lại nhé các bạn nha.